trước trận Liverpool Leeds 1 giờ 45 phút ngày 30 tháng 10, mồi ngon cho thay cốp. Nhận định Liverpool Leeds, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Leeds đang có kết quả rất tệ trước trận gặp Liverpool và thật khó để đội bóng này có thể có điểm khi rời sân Anfield. Thông tin trước trận Liverpool vs Leeds United. Giữa tuần qua, Liverpool đã có chiến thắng 3-0 trên sân Ajax để chính thức giành tấm vé vào vòng knock-out Champions League. Thắng lợi này cũng giúp họ quên đi thất bại bất ngờ trước đội cuối bảng Nottingham Forest ở ngoại hạng Anh. Trận thua đó là một tai nạn không đáng có trong bối cảnh Liverpool đang có chuỗi phong độ thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, Liverpool có đến 4 chiến thắng bao gồm cả 3 điểm trước nhà đương kim vô địch Man City. Liverpool không có lực lượng và sự chuẩn bị tốt cho mùa giải năm nay. Tân binh đắt giá Darwin Núñez chưa để lại nhiều dấu ấn, Salah khởi đầu chậm chạp và hàng loạt ca chấn thương, khiến đội bóng vùng Merseyside hiện chỉ đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng với 16 điểm sau 11 trận đã đá. Hơn nữa, đoàn quân của Klopp vẫn chưa nếm mùi thất bại tại Anfield mùa này, thắng 6 trên 7 trận gần nhất và giữ sạch lưới 3 trận liên tiếp. Nhiệm vụ giành chiến thắng của Liverpool trở nên đơn giản hơn khi đối thủ của họ chỉ là Leeds United, đội bóng đang đứng thứ 18 với 9 điểm. Leeds đang trải qua khởi đầu mùa giải tồi tệ, không thắng cả 8 trận vừa qua. Chuỗi 8 trận không thắng ấy chỉ giúp The Whites cùng các đồng đội thu về 2 điểm. Tính riêng trên sân khách, Leeds toàn thua 4 trận vừa qua thuộc khuôn khổ ngoại hạng Anh. Họ cũng không thể thắng Liverpool trong 12 trận đối đầu vừa qua. Nhiều khả năng Liverpool sẽ tung ra đội hình mạnh nhất để thắng đậm nét, mà không cần giữ sức cho trận gặp Napoli trong khuôn khổ Champions League vì rất khó cạnh tranh ngôi đầu bảng ở đấu trường châu Âu. Khi đó, dường như chẳng thể có cơ hội nào cho Leeds United có thể kiếm điểm số. Phong độ, thành tích đối đầu Liverpool vs Leeds United. Liverpool thắng 4 trên 5 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, trong khi kết quả của Leeds United là thua 4 trên 5 về thành tích đối đầu. Liverpool thắng đến 4 trận trong 5 trận gặp nhau gần nhất. Ở mùa giải năm ngoái, Liverpool thắng Leeds United cả 2 lượt trận với tổng tỷ số 9-0. Thông tin lực lượng Liverpool vs Leeds United. Liverpool, Arthur Melo, Joe Matip, Luis Diaz, Naby Keita, Diogo Jota và Calvin Ramsey vẫn chưa bình phục chấn thương, khả năng ra sân của Jordan Henderson còn bỏ ngỏ. Leeds, Adam Forsor, Stuart Dallas và Leo Heo đập chấn thương chưa thể trở lại, Tyler Adam và Archie Gray chưa rõ cơ hội thi đấu. Dự đoán của TPO, Liverpool 3-0 Leeds United.